trước đây da mình rất là xấu, các nếp nhăn ở khóe mắt này, miệng này và dãy hai bên rãnh này rất là sâu, cộng với lại cả cái phần lọc cằm với cả mỡ mắt ở dưới mí mắt này. Khoảng 2 năm gần đây thì là thực sự là mình cảm thấy rất là stress khi mỗi lần soi gương vào là cảm thấy cái phải già đi đến 15-20 tuổi ấy. Thực sự là để làm đẹp cho mọi người thì có thời gian, nhưng mà để làm đẹp cho mình thì thực sự là rất là ít. Thì gần đây mình biết đến cái công nghệ và pháp đồ mới của bên thẩm mỹ viện quốc tế Bali, thì mình đã muốn trực tiếp mình trải nghiệm cái phương pháp mới chỉ trong vòng có 90 phút thôi. Nhưng mà sau khi trải nghiệm xong thì thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ. Các cái vùng nếp nhăn ở khóe mắt này, khóe miệng này, và cũng như ở cái phần mỡ ở dưới cái phần nọng cằm này của mình thì gần như là hoàn toàn biến mất. Để bây giờ mình cho mọi người xem cái hình ảnh của mình trước khi mình điều trị sau 90 phút này. Các cái phần này, da của mình không đều màu, lỗ chân lông to này, khóe mắt thì là nhiều nếp nhăn này, miệng này, nọng cằm của mình này. À, bây giờ sau 90 phút thì mọi người nhìn thấy da của mình thế nào ạ? Khác hoàn toàn đúng không ạ? Thực sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy là cuộc đời đó như một sang một cái trang mới luôn đấy ạ. Thực sự là rất là cảm ơn thẩm mỹ viện quốc tế Bali ạ.